Chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với siêu thị smartphone bên mình. Chắc hẳn các bạn đã không còn xa lạ gì với dòng máy LG V50 mà bên mình bán cách đây vài tháng, được gọi là dòng best seller trong phân khúc LG. Và hôm nay, bên mình cũng mang đến cho các bạn một dòng máy đến từ LG, nhưng là phiên bản nâng cấp hơn, cao cấp hơn của dòng LG V50 và không ai khác đó chính là chiếc điện thoại LG V50S. Dành cho những bạn nào chưa biết thì đây là chiếc máy được coi là người anh em gần với chiếc LG V50 với vô vàn những cái nâng cấp đáng để chúng ta bỏ tiền ra. Và điều đặc biệt mình muốn nói đến trong clip lần này đó chính là khi mà mức giá chỉ chênh lệch giữa hai phiên bản này chỉ là 300.000 mà thôi, chúng ta có được những thay đổi nào thì sau đây mình sẽ kể luôn. Thứ nhất, đối với dòng LG V50 ngày trước thì các bạn đã quá quen với cái thông số là con chip Snapdragon 855, 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, đúng không? Thì đối với phiên bản LG V50S này, mặc dù nó vẫn chạy cho mình con chip là Snapdragon 855 nhưng nó lại được nâng cấp hơn về RAM và bộ nhớ. Cụ thể hơn thì RAM trên chiếc LG V50 này nó được nâng cấp lên thành 8GB RAM, cùng với đó là 256GB bộ nhớ trong. Đây mình có thể bật lên cho các bạn xem bộ lưu trữ này. Chiếc LG V50S này được nâng cấp hơn nhờ 256GB bộ nhớ trong, cùng với đó là 8GB RAM, giúp chúng ta đa nhiệm tốt hơn cũng như là lưu trữ được nhiều hơn. Vì theo mình thấy rằng là 128GB bây giờ chúng ta là một mức sử dụng là trung bình rồi, có thể là dùng trong vòng một năm, hơn một năm là nó sẽ hết. Vì thế rằng là sự nâng cấp này là một sự nâng cấp rất là đáng giá. Tiếp theo là chúng ta có một cái màn hình, các bạn có thể thấy luôn. Đối với dòng LG V50 thì chúng ta sử dụng tai thỏ, đúng không? Đó. Nhưng mà đối với dòng LG V50S này thì chúng ta lại được nâng cấp hơn là màn hình gió nước. Cái màn hình gió nước này thì các bạn có thể thấy luôn là chúng ta có thể trải nghiệm được cái màn hình với độ rộng hơn so với cả cái màn hình tai thỏ vốn từ trước đã quá quen thuộc trên chiếc LG V50. Cái điểm nâng cấp thứ ba so với chiếc LG V50 đó chính là ngày trước LG V50 chúng ta có cái cụm vân tay đều đặt ở đằng sau này, là nút vân tay vật lý, đúng không? Nhưng mà đối với dòng LG V50S này thì đây các bạn có thể thấy luôn, chúng ta được tích hợp vân tay sẵn trong màn hình. Đó. Rất là nhạy luôn. Mình đã test trên rất nhiều dòng V50S rồi và thấy rằng là cái độ nhạy trên dòng V50S này rất là đáng để chúng ta trải nghiệm. Đặc biệt hơn là khi mà chúng ta là một người thích sự tinh tế, chúng ta không thích những cái kiểu truyền thống như ở dòng V50 thì chúng ta có nút vật lý ở đây. Nhưng mà sang dòng V50S thì chúng ta có nút cảm biến ở trước màn hình này. Và ngoài ra còn rất nhiều những cái nâng cấp khác, như là chúng ta có hỗ trợ từ sạc nhanh 3.0 ở dòng V50, sang dòng V50S này chúng ta đã có sạc nhanh lên tới 4.0. Và pin, ngoài ra pin trên chiếc V50S này cũng trâu hơn đáng kể khá là nhiều. Vậy thì tổng kết lại thôi, trong khoảng giá chỉ chênh lệch nhau khoảng tầm 300.000 đồng thì mình nghĩ rằng chiếc LG V50S này thực sự là một sự lựa chọn đáng để chúng ta bỏ tiền ra trong dịp cuối năm này. Và mình nghĩ rằng là chiếc LG V50S này sẽ hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục của chiếc LG V50 ngày trước. Hiện tại bên mình có về rất nhiều máy này và các bạn cũng có thể biết luôn là bên mình test máy rất là kỹ, bên mình đã chọn ra những chiếc máy nó rất là đẹp rồi. Hình thức của LG V50 thì các bạn cũng đã biết rồi, dòng LG cầm nóng nó rất là sướng với khung viền nhôm, mặt lưng kính cường lực, cầm rất là sướng luôn. Đó. Và bên mình về máy thì lúc nào cũng vậy, về máy rất là đẹp, máy xách tay. Đó. Không hề xước xát một chút gì cả. Hiện tại bên mình đang có xác máy ở cả hai cơ sở, đó chính là cơ sở 500 chấm các chân và 31F láng hạ. Nếu như các bạn yêu thích sản phẩm này, các bạn có thể ghé trực tiếp để có thể trải nghiệm sản phẩm. Còn nếu như các bạn ở xa thì các bạn có thể comment ở dưới video này hoặc là inbox cho bên mình để bên mình có thể hỗ trợ ship COD toàn quốc cho các bạn. Bên mình cam kết với các bạn xem máy, kiểm tra máy kỹ lưỡng trước khi thanh toán. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.